Vâng, chung kết C5, PAC bên kia là Egypt Min. Vòng bình luận từ nãy giờ quên bật mic khó. Vâng, đây rồi. Hiêu 7 và đôi voi vẫn cứ rất là dễ đánh dành cho pơ. Với những cái bài pơ quả xấu như này thì cái việc thấy hiêu voi nó sẽ vẫn thoải mái luôn. Vẫn rất dễ đánh. Pơ nó đặc điểm, vâng, loại nó gọi là loại quân tuyển nó là như vậy. Chỉ cần thấy hiêu voi thôi. Vâng, các bạn có thể thấy nhoang phát gọi là hết luôn. Bãi quả xấu như thế mà vẫn ép được đời sớm. Đấy. Vì đơn giản vì nó là pơ. Đấy, qua cánh rừng dừa thì phải, sẽ là một bãi quả. Và khuyến mại thêm một bãi quả nữa dành cho nhổn này, anh có thể ăn. Bài 2 quả phụ. Và hiêu 7. Đôi voi, mắc binh dành cho pơ rồi. Hai mươi sáu dân 28% mà. Vâng, bài vẫn phải sang đầu 10 vì gỗ đầu ăn bãi gỗ là ăn là hơi xấu vì ăn phải ăn cả hiêu đấy, nhưng mà sẽ là lực là rất khỏe.
công giáp đầy đủ cho con giò luôn rồi. Bà là rất khỏe dành nhung nhột, bỏ luôn vãi quả đầu, không ăn nữa. Có ăn có mót thì cũng chả được bao nhiêu, một thằng dân đứng đấy ăn thì giò nó sang nó chọc chết mất. Đây rồi, có giáp rồi. Thôi cứ làm đôi dân trước cũng được. Nâng cấp chặt vàng ngay. Thực lượng thực của hứng nhổn đang là rất nhiều. Và Mi Oan chọc chéo luôn. Và đã bắt đầu chọc vào bãi quả của Pơ. 400 thực. Đóng luôn BL2. Đã thấy mỏ vàng sau cánh rừng thông. Màu 2 giờ vẫn chưa lên đời. Mày chạy đi. Rồi, xong rồi màu 2 bây giờ mới lên đời xong. Vâng, như vậy là Hoàng Nhi đã quyết định resize với tỷ số 3-2 trong set đấu thứ 3. Cho ai cùng chờ đợi đến với set đấu thứ 4 ngay thôi. Bài Pơ tuy quả xấu nhưng có đôi vòi hiếu 7, đâm ra lại vẫn đột biến. Hai quả phụ lực là siêu siêu khỏe.